Xin chào các bạn đang xem video hướng dẫn học tiếng Hàn cùng với Hana. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 3 của sách Son 4A và bài 3 có tựa đề là Sobot Chue Seke. Trước tiên xin mời các bạn cùng với Hana xem qua các từ vựng sẽ xuất hiện trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học ngữ pháp đầu tiên có công thức là động từ cộng với una mà na. Trước tiên xin mời các bạn cùng xem qua câu giải thích bằng tiếng Hàn. 부정의 뜻이 있는 말들은 붙여서서 행동을 하거나 안 하거나 결과에 영향을 미치지 않음을 나타낸다. Chúng ta sử dụng cái ngữ pháp này trong trường hợp là chúng ta 부정의 뜻이 있는 말들은 붙여서서 chúng ta gắn cái mạn ta ha. Với ý nghĩa là bu cho nghe tích, với ý nghĩa là phủ định ha, vào sau nó để làm cái gì, để thể hiện cái việc là hang tôn ngư ha con na ha con na, dù là mình có hành động hay là không có hành động đi nữa thì khởi quê giọng hang ấy bị chích chi anh ta thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cái kết quả. Vậy thì trong tiếng Việt các bạn có thể dịch là dù có làm gì đi ha thì chấm 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 phía sau là một cái vế nào đó ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem các câu ví dụ trong sách các bạn ha. 추워요? Bạn lạnh hả? 그럼 이 옷이라도 입을래요? Ha, dành mình có là danh từ 이라도 ha. Thì bạn mặc đỡ cái áo này đi ha, mặc đỡ cái áo này chứ. Thì có 너무 얇아서 rồi chúng ta ngưng liền ha, chúng ta sẽ dịch là vì cái này á, cái áo này á nó quá dày ha, nó quá mỏng cho nên là 입으나 마나 để động từ có bắt chim chúng ta cộng với 으나 마나 ha. Cho nên là dù có mặc thì 소용 없을 거예요. Thì cũng sẽ vô ích thôi ha. Mình có 소용 없다, vô ích. Câu thứ hai các bạn. 이번 경기는 어느 팀이 이길까? Chúng ta có 이기다 là chiến thắng ha. Vậy là câu này là 이번 경기는 trong trận đấu lần này đó. Thì 어느 팀, cái đội nào sẽ chiến thắng đây? 내가 보기에 이 경기는 해보나 마나야. Vậy các bạn thấy là nếu mà nó đứng cuối câu á, thì các bạn có thể chia cái đuôi từ là 마나야 ha. Còn nếu mà đuôi từ vô là 마나예요 ha. Thì câu này chúng ta sẽ dịch là 내가 보기에는 ha, có nghĩa là theo tôi thấy thì 이 경기는 trận đấu này á thì 해보나 마나야 dù có đấu ha, dù có đấu thử thì cũng vậy thôi ha. 실력 차이가 너무 낮잖아요. Mình có 실력 là thực lực ha. 차이 là sự chênh lệch, sự cách biệt ha. Vậy là câu này mình sẽ dịch là vì sự chênh lệch thực lực, chênh lệch năng lực á, nó quá là nhiều. Vậy nếu công thức này nếu mà nó đứng ở cuối câu á, thì các bạn có thể dịch là dù có làm cái gì đó ha thì cũng như không. Dù có làm gì đó cũng vậy à. Hoặc là dù có làm gì đó thì cũng vô ích à. Một cái điểm chú ý ở ngữ pháp này ha. Thì ngay chỗ công thức una mana này, thường á, động từ nó sẽ kết hợp chung với công thức động từ aobota, thử làm gì đó ha. À, cho nên nó sẽ biến thành là động từ aobona mana chấm chấm chấm. Chúng ta lấy một vài cái động từ chi thử nữa các bạn. Ví dụ mokta đi, thì chúng ta sẽ biến thành mokko bona mana. Kata sẽ biến thành ka bona mana. Hata sẽ biến thành he bona mana. Bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập luyện dịch từ câu 1 đến câu 5 là từ Hàn sang Việt. Chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Câu số 1 nè. 내가 고파서 김밥 한 줄을 먹거나 마나일 텐데. 내가 고파서 ha, chúng ta ngưng ở đây. Là vì đói bụng cho nên là 김밥 한 줄. Một cây kim bắp thôi ha. Một dây kim bắp thôi thì 먹거나 마나일 텐데. Dù có ăn một cây kim bắp thôi thì cũng như không mà, cũng vô ích à. Câu số 2. 남의 것을 보고 뺏기는 숙제는 하나 마나입니다. Hoặc là 하나 마나예요. Rồi chúng ta có nạm là người khác ha. Rồi 뺏기다 sao chép. Rồi bây giờ chúng ta có nè. 남의 것을 보고 뺏기는 숙제는 những cái bài tập mà chúng ta sao? 남의 것을 보고 chúng ta nhìn của người khác xong rồi chúng ta 뺏기다 chúng ta sao chép lại thì 하나 마나입니다. Thì cho dù có làm mấy bài tập đó thì cũng vô ích thôi, cũng như không thôi. Câu số 3. 벌써 빵을 이렇게 엉망으로 만들었니? Rồi, 엉망 ha, lộn xộn, bừa bộn ha. Vậy là
đã làm cái phòng nó ra lộn xộn như thế này rồi à. 청소하나 마나 구나. Ở đây có 구나 là cảm thán, được từ cảm thán các bạn ha. Nghĩa là dù có 청소, dù có dọn vệ sinh chăng nữa cũng vô ích, cũng như không thôi. Rồi câu số 4. 그 친구는 고집이 세서 내가 충고하나 마나 듣지 않을 거야. Là chúng ta có cái từ là 고집이 세다 ha, cố chấp. 충고하다, khuyến cáo ha. Rồi vậy là 그 친구는 고집이 세서, vì cái người bạn đó rất là cố chấp, cho nên là 내가 충고하나 마나, cho dù bạn ha, 네 ha, cho dù bạn có khuyến cáo ha, có khuyên nhủ đi nữa thì 듣지 않을 거야, thì cũng sẽ không lắng nghe đâu. Câu số 5. 이 수학 문제는 너무 어려워서. Chúng ta ngừng ở đây, chúng ta dịch liền ha. Về cái vấn đề toán này ha, nó sao? 너무 어려워서. Nó quá khó ha. Cho nên là 설명 하나만 á, cho nên là dù có giải thích ha, thì cứ ai nên cái em bé đó đó 이해 못할 거야, cũng sẽ không hiểu được đâu. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu luyện dịch từ Việt sang Hàn, từ câu số 6 đến câu số 10 nha các bạn. Câu số 6 nè. Trận đấu này dù có thi đấu thử thì đội chúng ta cũng chắc chắn sẽ chiến thắng mà. Rồi chúng ta sẽ làm với đầu là 이 경기는 해보나 마나. 이 경기는 해보나 마나. Đội chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng, vậy là 우리 팀이 꼭 이길 거예요 ha. 우리 팀이 꼭 이길 거예요. Chúng ta cùng làm lại các bạn. Vậy là 이 경기는 해보나 마나. 우리 팀이 꼭 이길 거예요. Câu số 7. Dù có hỏi thì cũng sẽ không nghe được câu trả lời tốt đâu, câu trả lời hay đâu. Rồi mình có câu trả lời hay, câu trả lời tốt là 조 in thẻ tóc ha. Rồi chúng ta sẽ làm là dù có hỏi nè. Vậy là 물어보나 마나 좋은 대답은 못 들을 거예요. Rồi chúng ta làm lại ha. Vậy là dù có hỏi 물어보나 마나 cũng sẽ không nghe được câu trả lời tốt, câu trả lời hay. 좋은 대답은 못 들을 거예요. Câu số 8. Mẹ tôi nấu ăn rất là giỏi, cho nên là dù ăn thử thôi cũng sẽ rất là vừa miệng cho coi. Thì chúng ta làm với đầu ha. Mẹ tôi nấu ăn rất là giỏi nè. Vậy là 우리 어머니가 얼마나 음식을 잘하시는데. 우리 어머니가 얼마나 음식을 잘하시는데. Rồi bây giờ chúng ta mới gắn vô công thức ngữ pháp nè. Vậy là dù có ăn thử thôi nhưng mà cũng chắc chắn sẽ rất vừa miệng ha. Vậy là 먹어보나 마나. 먹어보나 마나. Chắc chắn sẽ vừa miệng. 입에 딱 맞출 거예요. 입에 딱 맞출 거예요. Câu số 9 các bạn ha. Có lẽ cái cửa hàng đó đã đóng cửa rồi, bây giờ có đi thử cũng vậy à. Rồi chúng ta làm cái vế đầu, mình đoán cái chuyện nó đã có thể xảy ra quá khứ. Có lẽ cửa hàng đó đã đóng cửa rồi, thì chúng ta sẽ có thể nói là 벌써 가게 문 닫았을 걸. 벌써 가게 문 닫았을 걸. Bây giờ dù có đi thử cũng vậy à, dù có đi thử cũng vô ích à. Vậy là 지금 카보나 마나야. 지금 카보나 마나예요 ha. Câu số 10. Quá đói cho nên là ăn cái này thôi cũng vô ích nè. Ha. Rồi vậy chúng ta làm vậy rồi. Vì quá đói vậy là 너무 배가 고파서. 너무 배가 고파서. Ăn cái này cũng vô ích nè. Vậy là ăn cái này cũng như không mà. 이건 먹거나 마나예요. 이건 먹거나 마나예요. Bây giờ chúng ta cùng bước sang ngữ pháp thứ hai, có công thức là động từ cộng với nên ba ra mẹ. Chúng ta cùng xem câu giải thích bằng tiếng Hàn nha các bạn. 앞에 행위가 뒤 상황에 부정적인 원인이나 이유가 됨을 나타낼 때 사용한다. Rồi vậy là chúng ta sử dụng ngữ pháp này khi mà chúng ta muốn thể hiện là 앞에 행위가, một cái hành vi ở phía trước á, thì nó làm sao? Nó 뒤 상황에 부정적인 원인이 원인이나 이유, nó trở thành một cái 원인 ha, một cái nguyên nhân hoặc là một cái 이유, một cái lý do mà. Hai cái này là sao? 부정적, hai cái này là tiêu cực ha. Ở 뒤 상황 của ha, của cái tình huống phía sau. Rồi, vậy chúng ta thấy về công thức ngữ pháp này cũng thể hiện cái nguyên nhân kết quả, cho nên các bạn có thể dịch là vì chấm 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 cho nên ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem các câu ví dụ mẫu trong sách nha các bạn. Câu đầu tiên nè. 어제 영화 재밌었어요? 뭐 film 홍화 투비 하? 옆 사람이 계속 채널을 맞는 바람에
Rồi chúng ta ngừng ở đây, chúng ta sẽ dịch liền ha. Thì là 옆사람 người kế bên ha, 계속 cứ liên tục 전화를 받는 바람에, cứ liên tục nhận điện thoại, cứ liên tục nói chuyện điện thoại. Cho nên là 영화를 제대로 못 봤어요. Cho nên là tôi cũng không có xem được đàng hoàng gì hết. 제대로, cái nghĩa của nó, nghĩa gốc của nó có nghĩa là đúng về cách ha. Trong trường hợp này mình dịch là đúng về cách theo tiếng Việt thì nó sẽ rất là ngượng, cho nên chúng ta sẽ dịch là tôi cũng không có xem được ok gì hết, tôi cũng không xem được cho đàng hoàng gì hết. Câu số 2. 저 선수가 왜 넘어졌대요? Ha. Hay người ta nói là 저 선수, cái tuyển thủ đó, cái vận động viên đó tại sao lại bị té? 상대편이 반칙을 하는 바람에. Rồi chúng ta ngừng, chúng ta dịch liền ha. Chúng ta có là 상대편 ha, thì là đội đối phương. 반칙하다 là phạm luật. Vì ha, bên đối phương phạm luật á, cho nên là 넘어졌나봐요, xem ra là 넘어지다, đã bị té. Rồi bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập luyện dịch. Câu đầu tiên các bạn ha. 바람이 너무 많이 부는 바람에. Đó, chúng ta ngừng, chúng ta dịch liền. Vậy là mình có 바람이 ha, 불다 là gió thổi. Rồi bây giờ cái vế đầu tiên 너무 많이, vậy là gió thổi quá mạnh. Cho nên là 빨래가 다 날아갔어요. Chúng ta có 빨래 là cái đồ mình đem đi giặt ha. Vậy đồ giặt thì nó sao? Nó 다 날아갔다, nó bay hết trơn rồi, nó bay hết rồi. Câu số 2. 예상보다 친구들이 많이 오는 바람에. Rồi chúng ta ngừng, chúng ta dịch liền ha. Vì các bạn ha, tới nhiều hơn, dễ săn ha. Dễ săn là dự đoán, dự tính ha. Cho nên là 음식이 모자라게 됐어요. 모자라다 là thiếu ha, cho nên đồ ăn nó bị đã bị thiếu rồi. Câu số 3. 옆 사람이 책을 소리 내어 읽는 바람에. Rồi chúng ta ngừng, chúng ta dịch liền. 옆 사람 người kế bên ha. Vì sao? Đọc sách lớn tiếng ha. 책을 소리 내어 읽다. Cho nên là 잠을 잘 수가 없었어요. Cho nên là tôi không thể ngủ ngon được. Câu số 4. 저녁이 맛있어서 너무 많이 먹는 바람에 ha. Rồi 저녁이 맛있어서, chúng ta ngừng đây trước nè, vậy là đồ ăn ngon. Rồi sao nữa? 너무 많이 먹는 바람에. Cho nên là vì ăn quá nhiều ha. Cho nên là 배탈이 났어요. Tôi đã bị đau bụng. Câu kế tiếp. 버스를 잘못하는 바람에. Rồi chúng ta ngừng ha. Rồi chúng ta có là 잘못 cộng với động từ, làm lộn cái gì đó ha, làm sai trật cái gì đó. Bây giờ mình có là 버스를 잘못하다 ha. Vì đi lộn xe buýt, cho nên là 학교에 늦었어요. Tôi đã đến trường trễ, tôi đã đi học trễ. Rồi bây giờ chúng ta cùng bước sang luyện dịch từ Việt sang Hàn. Câu số 6 nha các bạn. Vì để quên hộ chiếu ở nhà nên tôi đã lỡ chuyến bay ha. Để chúng ta có hộ chiếu là giật quên ha. Rồi để quên ở nhà mình có nguyên một cụm luôn, mình học thuộc lòng để mốt mình nói cho lẹ nè. 집에 놓고 오다 ha. Rồi lỡ chuyến bay ha, bỏ lỡ là 놓치다. Rồi vậy chúng ta sẽ ghép lại là vì để quên hộ chiếu ở nhà thì chúng ta có thể nói là 여권을 집에 놓고 오는 바람에. 여권을 집에 놓고 오는 바람에. Tôi đã lỡ chuyến bay. 비행기를 놓쳤어요. 비행기를 놓쳤어요. Câu số 7. Vì mở cửa sổ rồi đi ra ngoài, cho nên là ăn trộm đã đột nhập vào nhà. Rồi chúng ta có mở cửa sổ rồi đi ra ngoài ha. Vậy là 창문을 열어놓고 나가는 바람에. 창문을 열어놓고 나가는 바람에. Rồi mình có cái cụm ăn trộm đột nhập là 도둑이 들다 ha. Rồi với sau là cho nên ăn trộm đã đột nhập vào nhà thì chúng ta sẽ biến nó thành là 도둑이 집에 들었어요. 도둑이 집에 들었어요. Câu số 8. Vì bạn gái chọn cái món quà đắt tiền hơn tôi nghĩ, cho nên là tôi đã tiêu sạch hết sinh hoạt phí. Rồi chúng ta có cái vế đầu là bạn gái chọn món quà đắt tiền hơn tôi nghĩ ha. Vậy là 여자친구가 생각보다 비싼 선물을 고르는 바람에. 여자친구가 생각보다 비싼 선물을 고르는 바람에. Tôi đã tiêu sạch hết sinh hoạt phí. Mình có sinh hoạt phí là 생활비 ha. Vậy là 생활비를 다 써버렸어요. 생활비를 다 써버렸어요. Rồi chúng ta bước sang câu số 9. Vì khuya hôm qua ngủ không có được nên hôm nay tôi đã ngủ gục trong giờ học. Rồi chúng ta có ngủ gục là 졸다 ha. Rồi chúng ta làm vế đầu trước nè. Vì khuya hôm qua không ngủ được thì chúng ta sẽ nói là 어젯밤에 잠을 못 자는 바람에. 어젯밤에 잠을 못 자는 바람에.
Cho nên hôm nay trong giờ học tôi đã ngủ gục. Rồi vậy là 오늘 수업 시간에 졸았어요. 오늘 수업 시간에 졸았어요. Câu số 10 các bạn ha. Vì bị trượt trên đường á, cho nên là tôi đã bị thương ở chân. Rồi chúng ta có trượt là 미끄러지다 ha. Rồi vậy chúng ta sẽ làm với đầu là 길에서 미끄러지는 바람에. 길에서 미끄러지는 바람에. Tôi đã bị thương ở chân, vậy là 다리를 다쳤어요. 다리를 다쳤어요. Rồi bây giờ chúng ta cùng bước sang phần Maraki. Đây là cuộc hội thoại ha, đây là cuộc nói chuyện giữa Yujin và Ali. Chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. 어제 축구 경기를 했다면서요. Chúng ta có công thức nè. 따면서요 này bài 1 chúng ta đã học ha. Vậy câu này chúng ta dịch là nghe nói là hôm qua đã thi bóng đá phải không? 어떻게 됐어요? Sao rồi? Như thế nào rồi? 아쉽게도 우리 팀이 졌어요. Chúng ta có 아쉽다 là tiếc nuối ha. Thì là tiếc là 우리 팀 ha. Đội của tụi tôi đã 졌어요. Đã bị thua rồi. Vậy sao vậy? 경기 해보나마나 솔대가 이길 거라고 자신만만해 했잖아요. Rồi chúng ta có cái từ là 자신만만하다 ha. Thì là tự tin, rất tự tin. Rồi chúng ta nè, 경기 해보나마나 chẳng phải là bạn đã nói là dù có 경기 해보다 ha. Dù có thi đấu thử thì 솔대 trường đại học 솔 sẽ 이길 거라고 ha, câu dẫn ha, sẽ chiến thắng hay sao? 사실 전반 전까지는 이때 일로 우리 팀이 이고 있었거든요. 사실 thật ra thì 전반 전까지는 ở tầng hiệp 1, ở tầng hiệp đầu á thì 이때 일로 우리 팀이 이고 있었거든요. Thì sao đội của chúng tôi cũng đã thắng sao 2-1 rồi. 처음엔 잘했네요. Thì là ban đầu các bạn chơi hay quá, các bạn chơi giỏi quá. 그런데 후반전에서 한국 탁구가 두 골을 넣어서 한 골 차이로 쳤어요. Rồi, 그런데 ha, nhưng mà 후반전에서 ở cái hiệp đấu sau, hiệp 2 đó ha, thì 한국 탁구, trường đại học Hàn Quốc, 두 골을 넣어서, ở đây nó biến âm các bạn ha, chúng ta sẽ đọc là 두 골을 넣어서, vì trường đại học Hàn Quốc đá vào hai trái ha, cho nên là 한 골 차이로 쳤어요. Cho nên là đội chúng tôi đã thua với cách biệt ha, chai, với cách biệt là han gol, một trái. Ôi hưu, ở cấp kê cho nèo. Vậy là các bạn thua đáng tiếc quá, ở cấp ta, đáng tiếc ha. Rồi câu kế tiếp, mà chai ờ, đúng rồi đó. Ý kiến số tôi ít sân nên tê. Ủa đi thêm sân số 1 miệng ý, bán chích khe gió. Thế chăng thẳng hành nên bà đam mê, chỉ cô mà rất sợ. Rồi, chúng ta sẽ ngừng ở bé đầu tiên nè. 이긴 수도 있었는데, là cũng đã có thể chiến thắng rồi đó. Nhưng mà sao? 우리 팀 선수 한 명이 ha, một tuyển thủ trong đội chúng tôi thì sao? 반칙해서 vì phạm luật ha. Cho nên là 퇴장 당하는 바람에, mình có là 퇴장 당하다 là bị đuổi ra khỏi sân ha. Cho nên là 지고 말았어요. Cho nên là cuối cùng thì đội của chúng tôi đã 지다, đã bị thua. Các bạn còn nhớ công thức là động từ cô mà rất tà ở sách 3B không? Có nghĩa là cuối cùng thì dẫn đến một cái chuyện gì đó không có được tốt ha. Rồi câu kế tiếp nè. À, 그래서 그렇게 됐군요. À, vì vậy mà đã dẫn đến cái chuyện như thế. 그렇게 됐군요. Đã bị như thế. Bây giờ chúng ta cùng bước sang ngữ pháp thứ ba có công thức là danh từ 이라는 cộng với danh từ. Chúng ta cùng xem câu giải thích bằng tiếng Hàn nha các bạn. 듣는 사람이 모르는 대상의 명칭을 소개할 때 쓴다. Vậy là chúng ta sử dụng khi chúng ta 소개 ha. Chúng ta giải, chúng ta giới thiệu. Giới thiệu cái 명칭 là danh xưng của 대상, của đối tượng. Mà đối tượng này là 듣는 사람이 모르다. Mà đối tượng này thì cái người nghe không biết. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem các câu ví dụ trong sách để chúng ta xem là chúng ta nên dịch như thế nào nha các bạn. Câu đầu tiên nè. 이것은 한국에서 유명한 떡갈비라는 음식입니다. 이것은 Trung ngữ nè ha. Vậy là cái này ha, cái món này á, 음식입니다 là cái món mà người ta gọi là 떡갈비 ha. 떡갈비 nổi tiếng tại Hàn Quốc. 떡갈비 là cái món gà xào cay các bạn ha. Rồi câu kế tiếp nè. 서울의 별이라는 드라마에서
1960년대 서울의 모습을 볼 수 있습니다. Rồi, thì chúng ta thấy chúng ta có cái vế đầu tiên là Seoul의 별이라는 드라마에서 ha. Thì là trong cái bộ phim truyền hình có tên là Seoul 별 ha. Ngôi sao Seoul. Rồi, 1960년대 Seoul의 모습을 볼 수 있습니다. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái mô sức ha, cái dáng vẻ, cái hình ảnh của Seoul vào những năm 1960. Rồi, câu số 3. 풋살이라는 운동 경기에 대해 들어본 적이 있습니까? Rồi, câu này chúng ta sẽ đi từ bên dưới chúng ta đi ngược lên ha. Rồi, 들어본 적이 있습니까? Là bạn đã từng nghe ha. Bạn đã từng nghe về 운동 경기, về trận đấu ha. Về cái trận đấu thể thao có tên là futsal. Futsal chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập luyện dịch. Câu đầu tiên nha các bạn. 지난번에 집으로라는 영화를 보았어요. Vậy là 지난번에 ha, vậy là lần trước á thì tôi đã xem cái bộ phim mà có tên là 집으로. Rồi câu số 2. 저는 어린 때 정읍이라는 곳에서 살았어요. 어린 때 ha, lúc nhỏ ha. Tôi lúc nhỏ thì đã sống ở cái nơi có tên là 정읍 ha. Có tên là 정읍. Câu số 3. 이것은 신설로라는 한국의 전통 음식이에요. Cái món này là 전통 음식, là cái món truyền thống Hàn Quốc, có tên là 신설로. Câu số 4. 이것은 수박이라는 과일이에요. 수박 là dưa hấu ha. Vậy là cái này là trái cây, có tên là 수박, là dưa hấu nè. Rồi câu số 5. 언어 교육원이라는 곳은 한국어를 가르치는 곳이에요. Chúng ta có cái cụm chủ ngữ là 언어 교육원이라는 곳은 ha. Vậy là cái nơi có tên là cái nơi mà người ta gọi là 언어 교육원, viện giáo dục ngôn ngữ đó, là 곳이에요, là cái nơi 가르치다, dạy 한국어 ha, là cái nơi dạy tiếng Hàn. Bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập luyện dịch từ Việt sang Hàn nha các bạn. Câu số 6 nè. Món ăn có tên là 송편 là cái món như thế nào? Rồi chúng ta sẽ làm cái vế đầu. Món ăn có tên là 송편 ha. Vậy là 송편이라는 음식 ha. 송편이라는 음식 là cái món như thế nào vậy? 어떤 음식이에요? Đó, đơn giản vậy thôi ha. Vậy là 송편이라는 음식은 어떤 음식이에요? Câu số 7. Câu nói hái sao trên trời có nghĩa là gì? Rồi chúng ta có quyền cái cụm ha. Câu nói hái sao trên trời ha. Rồi chúng ta sẽ có nè, 하늘의 별 따기라는 말은, 하늘의 별 따기라는 말은 có ý nghĩa gì? 무슨 뜻이에요? 무슨 뜻이에요? Câu số 8 ha. Chỉ sau 2 ngày thôi là tôi đã đọc hết cái quyển sách có tên là Mưa Rào. Rồi vậy là chúng ta có cái cụm là quyển sách có tên là Mưa Rào. Thì lát nữa chúng ta sẽ làm cái cụm này là 소나기라는 책 ha. 소나기라는 책. Rồi bây giờ chỉ sau 2 ngày thôi chúng ta sẽ nói là 이틀 만에 tôi đã đọc xong hết quyển sách có tên là Mưa Rào. Vậy là 소나기라는 책을 읽었어요. 다 읽었어요. Câu số 9. Vào ngày Tết thì tôi đã chơi thử cái trò chơi có tên là 윷놀이. Rồi bây giờ mình có nè, trò chơi mà cái tên là 윷놀이 ha. Vậy là 윷놀이라는 게임. 윷놀이라는 게임. Rồi bây giờ vào ngày Tết nè, vậy là 설날에 tôi đã chơi thử cái trò chơi có tên là 윷놀이. 설날에 윷놀이라는 게임을 해봤어요. 설날에 윷놀이라는 게임을 해봤어요. Câu số 10 ha. Em tôi nó cứ hát mãi cái bài hát có tên là tình yêu. Rồi chúng ta có nguyên cái cụm nè. Bài hát có tên là tình yêu, vậy là 사랑. Bây giờ là 사랑 nó có bắt chim ha. Vậy là 사랑이라는 노래. 사랑이라는 노래. Rồi bây giờ chúng ta làm nguyên một câu nè. Vậy là 우리 동생은 사랑이라는 노래를 자주 불러요. 우리 동생은 사랑이라는 노래를 자주 불러요. Bây giờ chúng ta cùng học ngữ pháp thứ tư. Có công thức là danh từ e, bi, he, so. Chúng ta cùng xem câu giải thích bằng tiếng Hàn. 대상을 비교하거나 비교하는 기준을 제시할 때 쓴다. Vậy là chúng ta sử dụng cái công thức ngữ pháp này á.
khi mà chúng ta thả sang ngữ piko ha còn chúng ta so sánh cái đối tượng ha, hoặc là chúng ta làm sao piko nên khi chúng ta chế si ha, chúng ta đưa ra một cái tiêu chuẩn so sánh. Rồi thì công thức này nó cũng tương tự với công thức sơ cấp chúng ta đã từng học là danh từ cộng với bô ta các bạn ha, so với cái gì đó. Bây giờ chúng ta cùng xem các câu ví dụ trong sách. 서울에 비해서 제주도는 날씨가 따뜻합니다. 서울에 비해서 chúng ta có thể ngừng chúng ta dịch nè. So với Seoul á thì 제주도는 đảo Jeju 날씨가 따뜻합니다. Thời tiết rất là ấm áp. Câu số 2. 그 친구는 다른 친구들에 비해 젊어 보입니다. Rồi, 그 친구는 chủ ngữ ha, vậy là người bạn đó. 다른 친구들에 비해, so với những người bạn khác thì 젊어 보입니다. 젊다 là trẻ ha, 젊 có vẻ trẻ. Câu số 3. 그 선수는 실력에 비해 좋은 평가를 받지 못하고 있습니다. Rồi, mình có 실력 là thực lực ha, 평가 là đánh giá, 평가를 받다 là nhận đánh giá. Rồi, 그 선수는 chủ ngữ, cái tuyển thủ đó, 실력에 비해, so với thực lực á, thì sao? Đang không nhận được 좋은 평가, đang không nhận được cái đánh giá tốt. Chúng ta cùng bước sang bài tập luyện dịch từ Hàn sang Việt. Câu số 1. 한국 사람은 일본 사람에 비해 술을 많이 마셔요. Rồi chủ ngữ chúng ta là 한국 사람, người Hàn Quốc. 일본 사람에 비해 so với người Nhật Bản thì 술을 많이 마셔요, thì uống rượu nhiều hơn. Câu số 2. 저는 키에 비해서 몸무게가 많이 나가요. Tôi hiện sao khiếp biết so với cái chiều cao của tôi á thì mồm mu kê, cái trọng lượng cơ thể của tôi á thì nó lại mà nó nặng cái ô, nó nhiều hơn ha, nó nặng hơn. Câu số 3. 그는 나이에 비해서 키가 커요. Có 나이 là tuổi tác ha, vậy thì anh ấy so với tuổi tác á thì 키가 커요 ha, thì ra rất là cao. Rồi câu này nếu mà trong tiếng Việt chúng ta dịch cái 그는 là anh ấy á thì nó sẽ hơi khó hiểu, bây giờ chúng ta có thể sửa lại chút xíu là vậy là 그 학생은 thì nó sẽ dễ hơn ha, vậy là 그 학생은 나이에 비해서 키가 커요, vậy là cái em học sinh đó so với tuổi tác thì nó cao hơn. Rồi câu số 4 nè, 이 물건은 값에 비해서 질이 별로 좋지 않아요. 이 물건은 chủ ngữ ha, vậy là cái món hàng này, cái món đồ này, 값에 비해서 so với giá cả thì 질 là chất lượng ha, 질이 별로 좋지 않아요, chất lượng không được tốt mấy, không được tốt lắm. Câu số 5. 시골은 도시에 비해서 공기가 좋아요. 시골 là vùng quê các bạn ha, vậy là vùng quê. 도시에 비해서 so với đô thị thì 공기가 좋아요, không khí thì nó tốt hơn. Câu số 6 các bạn ha. Xe buýt thì so với taxi chi phí nó rẻ hơn cho nên rất là ok, rất là tốt. Rồi chúng ta có cái cụm so sánh là so với taxi thì mình sẽ làm là taxi e bì he ha. Rồi chủ ngữ mình là xe buýt, vậy là 버스는 taxi e bì he 요금이 싸서 좋아요. Câu số 7. Xe điện ngầm á thì so với xe buýt thì mình có thể canh giờ ha, cho nên là rất là ok, rất là tốt. Rồi bây giờ mình có cái cụm so sánh là so với xe buýt sẽ là 버스 e bì he ha. Rồi bây giờ mình có nguyên cái cụm từ mới nè, canh thời gian ha, vậy là 시간을 잘 맞추다. Rồi bây giờ mình sẽ làm nguyên một câu là xe điện ngầm so với xe buýt, vậy là 지하철은 버스에 비해. Rồi vì có thể canh được thời gian cho nên rất ok, vậy là 시간을 잘 맞출 수 있어서 좋아요. Câu số 8. Taxi thì so với xe buýt thì mình có thể đi đến địa điểm ha, đi đến đích đến nhanh hơn cho nên rất là ok. Rồi vậy bây giờ mình có cái cụm nè, có thể đi đến đích đến ha, vậy là 목적지 đích đến ha, 목적지에 갈 수 있어서. Rồi vậy chúng ta làm nguyên một câu nè, taxi는 버스에 비해 ha, taxi so với xe buýt, taxi는 버스에 비해 vì có thể đi đến đích đến nhanh hơn ha, vậy là 목적지에 빨리 갈 수 있어서, cho nên rất là ok, rất là tốt. 참 좋아요 hoặc là 좋아요. Câu số 9 ha. Taxi so với xe điện ngầm á thì bởi vì mình có thể đi bất kỳ ở chỗ nào cho nên rất là ok. Rồi bây giờ taxi so với xe điện ngầm thì mình sẽ làm nè, taxi는 지하철에 비해 ha,
Rồi, vì có thể đi ở bất kỳ chỗ nào, vậy là 어디에서나 탈 수 있어서 rất là ok, rất là tốt, 좋아요. Làm lại ha, giờ taxi는 차저에 비해 어디에서나 탈 수 있어서 좋아요. Câu số 10 ha, xe điện ngầm so với taxi thì nhiều người cùng có thể sử dụng chung, cho nên rất là ok. Rồi chúng ta làm cái vế đầu nè, xe điện ngầm so với taxi nè, vậy là 지하철은 택시에 비해. Rồi vì nhiều người có thể cùng sử dụng chung, vậy là 여러 사람이 함께 이용할 수 있어서, cho nên rất là ok, rất là tốt, 아주 좋아요 hoặc là 참 좋아요. Bây giờ chúng ta cùng bước sang phần kế tiếp là 읽고 말하기. Rồi trong phần này thì nó cũng sẽ có hai phần. Chúng ta bắt đầu phần đầu tiên ha. 여기는 Seoul World Cup 경기장이라는 곳이다. Rồi chúng ta có chủ ngữ là 여기는 ha, vậy là nơi này ha. Ở đây á là 곳이다, là cái nơi mà người ta gọi là Seoul World Cup 경기장. 경기장 là sân đấu ha, Seoul World Cup. Rồi câu kế tiếp, 이곳은 다른 축구장에 비해서. Chúng ta sẽ ngừng ở đây, chúng ta dịch liền ha. Vậy là cái nơi này á thì so với 다른 축구장, so với những cái sân bóng đá khác thì nó làm sao? 공원이 잘 되어 있고, thì nó có sẵn luôn cái công viên ha. Và gì nữa? 술 곳도 많아서. Chúng ta ngừng ở đây, chúng ta dịch tiếp. Và cũng có nhiều nơi nghỉ ngơi, cho nên là 사람들이 많이 찾는다, cho nên là nhiều người tìm tới. Câu kế tiếp ha, 이곳에 가면, chúng ta sẽ ngừng, chúng ta dịch liền ha. Nghĩa là nếu mà đến cái nơi này á thì 운동 경기를 관람할 수도 있고. Chúng ta có cái từ 관람 ha, là xem, là tham quan các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ ngừng ở đây, chúng ta dịch vậy là nếu mà đi đến nơi này á thì chúng ta cũng có thể xem các trận đấu nè, trận đấu thể thao nè. Và gì nữa? 경기장 내에 있는 영화관에서 영화도 볼 수 있고. Rồi chúng ta ngừng ở đây tiếp ha. Và chúng ta cũng có thể sao? 볼 수 있다 ha, có thể xem 영화, xem luôn mấy cái bộ phim. Mà xem ở đâu? 영화관, ở trong rạp chiếu phim. Mà cái rạp này là nó có đâu? 경기장 내에 있다, mà nó có ở bên trong nhà thi đấu. Rồi kế tiếp nè, 근처 공원에서 산책도 할 수 있다. Rồi vậy là chúng ta sẽ dịch luôn là và cũng có thể 산책 ha, cũng có thể đi dạo ở 근처 공원, ở công viên gần đó. Rồi chúng ta sang phần thứ hai ha. 여기는 잠실 야구장이라는 곳이다. Là cái nơi này á, là cái nơi mà người ta gọi là 야구장 ha, là sân bóng chạy. 잠실 이곳은 야구 경기가 있는 날이면, là chúng ta ngừng ở đây, chúng ta dịch ha. Thì đối với cái nơi này á thì 날이면, nếu mà vào những cái ngày mà 야구 경기가 있다, có trận bóng chạy á, thì 응원하는 사람들의 함성 소리로 가득하다. Chúng ta có cái từ 가득하다 là đầy ha. Rồi đầy tràn. Rồi bây giờ chúng ta có cái từ là 함성 소리 ha, đồng thanh hô vang. Rồi 응원하다 là cổ vũ ha. Rồi chúng ta dịch lại là và cái nơi này nếu mà vào những ngày mà có những cái trận đấu bóng chạy á thì 가득하다 sẽ ngập tràn. 함성 소리, tiếng đồng thanh hô vang của 응원하는 사람, của những cái người mà đến để ủng hộ. Câu kế tiếp, 다른 야구장에 비해. Rồi chúng ta ngừng, chúng ta dịch liền ha. Vậy là so với những cái sân bóng chạy khác thì 교통이 편리하고, thì giao thông ở đây nó sao? Nó 편리, nó tiện lợi nè. Và kế tiếp là 주차 시설이 잘 되어 있어서. 주차 là đậu xe các bạn ha. Rồi 시설이 잘 되어 있다 có nghĩa là có, nó có sẵn các trang thiết bị. Mình có 시설 là trang thiết bị, nhưng mà trong những cái trường hợp này chúng ta có thể dịch là có sẵn hết cái cơ sở hạ tầng đậu xe ha. Cho nên là 많은 사람들이 찾는다, cho nên là nhiều người tìm tới. 또 음식을 가지고 들어갈 수 있기 때문에. Rồi chúng ta cứ tiếp tục ngừng ở các cái ngữ pháp liên kết câu thôi, chúng ta sẽ ngừng ở 때문에 ha. Và thêm nữa là sao? Chúng ta cũng có thể 가지고 들어갔다 ha, cũng có thể mang 음식, mang đồ ăn vào. Cho nên là 음식을 먹으면서 재미있게 경기를 볼 수 있다,
Cho nên là chúng ta có thể vừa 음식을 먹으면서 vừa ha, vừa ăn đồ ăn nè, vừa 재밌게 경기를 볼 수 있다, vừa có thể xem trận đấu rất là thú vị. Bây giờ chúng ta cùng bước sang phần cuối cùng là phần 읽기 ha. Rồi, bài đọc hiểu của chúng ta hôm nay có tựa đề là 풋살이라는 경기를 아세요? Bạn có biết cái trận đấu mà có tên là 풋살 hay không? Rồi chúng ta cùng bắt đầu ha. 풋살은 축구와 비슷한 경기입니다. Rồi 비슷하다 là tương tự ha. Rồi chúng ta dịch luôn nè, vậy là 풋살 á là 경기, là cái trận đấu mà nó tương tự ha, nó giống với 축구, nó giống với bóng đá. 스페너로 축구를 의미하는 풋볼과 신뢰를 의미하는 프랑스어의 살레 합쳐서 만든 이름입니다. Rồi câu này chúng ta phải dịch từ dưới đi lên nè các bạn ha. Vậy cái từ 풋살 á là 합쳐서 만든 이름입니다 ha. Là cái tên mà 합치다. 합치다 là kết hợp ha. Nó được kết hợp và nó được mạnh tên ta. Nó được tạo ra. Rồi bây giờ nó kết hợp với cái gì á thì chúng ta mới quay lại khúc đầu. Chúng ta mới dịch từ trái sang phải nè. Vậy là nó kết hợp giữa hai cái. Thứ nhất, Spenaro chukuren uimihanen football ha. Vậy là thứ nhất là cái từ football mà uimihata, nó có ý nghĩa là chukku, nó có ý nghĩa là bóng đá trong tiếng Spena, trong tiếng Tây Ban Nha. Rồi bây giờ nó kết hợp với cái kế tiếp nè. Shilleren uimihanen prangsoe sale. Và nó kết hợp với cái từ sale của tiếng Pháp mà ý nghĩa là Shinle, là bên trong nhà. Rồi câu kế tiếp, chữ Shinle에서 하는 축구라는 뜻입니다. Rồi chúng ta có cái từ là chữ tức là ha, tức là 뜻입니다, tức là nó mang ý nghĩa là 축구, bóng đá mà Shinle에서 하다, mà chúng ta chơi ở bên trong nhà. Câu kế tiếp, 축구를 하려면 여러 명의 선수가 필요하지만. Rồi chúng ta ngừng đây, chúng ta dịch ha, vậy là 축구를 하려면, thì nếu muốn chơi bóng đá thì chúng ta cần ha 11 cầu thủ, nhưng mà 하지만 ha, nhưng mà 풋살은 다섯 명이 할 수 있는 경기입니다. Nhưng mà 풋살 á thì nó là gì? 경기 là cái trận đấu mà 다섯 명이 할 수 있다, mà 5 người thôi cũng có thể chơi rồi. Câu kế tiếp, 선수의 인원뿐만 아니라 경기장과 공의 크기도 축구에 비해 작습니다. Rồi bây giờ đây chúng ta có một cái so sánh ha. Rồi bây giờ thứ nhất nè, 선수의 인원뿐만 아니라, thứ nhất là không chỉ 인원 là số người ha, thì là số tuyển thủ 선수, 선수의 인원 mà gì? 경기장과 공의 크기. Mà thứ hai là gì? Cái 경기장, cái sân ha, cái sân thi đấu, và cái khung e kuki, cái size ha, cái size của cái trái bóng á, thì nó cũng sao chút quê pi he, so với bóng đá thì nó cũng chặt xin người ta, nó cũng nhỏ hơn. Câu kế tiếp, tô chút quê nè xin lê so nên hân su ọc chỉ mát, chúng ta ngừng đây, chúng ta dịch ha. Với lại là đối với bóng đá thì xin lê so hân su ọc ta ha, mình không thể chơi bên trong nhà được, nhưng mà 풋살은 실내에서도 할 수 있다는 점이 다릅니다. Nhưng mà cái 풋살 này nó có 점이 다릅니다 ha. Nó có một cái điểm khác là gì, khác gì nè? 실내에서도 할 수 있다 là mình có thể chơi cả ở bên trong nhà luôn. Câu kế tiếp, 경기 시간도 다른데 축구 경기는 전반전과 후반전 각각 45분씩 경기를 하지만 풋살은 20분씩 경기를 합니다. Rồi bây giờ chúng ta trước tiên ha, chúng ta xin ngừng ở 다른데 trước, chúng ta giải quyết cái cụm này trước ha. Vậy là 경기 시간도 다른데, vậy là thời gian thi đấu thì nó cũng khác. Rồi gì nữa nè, 축구 경기는 trận bóng đá thì sao? 전반전 quá 후반전, cả hiệp 1 và hiệp 2 thì sao? 각각 45분씩 경기를 하지만, chúng ta phải thi đấu ha, mỗi trận là 45 phút. Nhưng mà 하지만 ha, 풋살은, đối với 풋살 thì 20분씩 경기를 합니다, thì chúng ta chỉ cần thi đấu 20 phút thôi. Rồi chúng ta cùng sang đoạn kế tiếp ha. 풋살을 하는 방법은 축구 경기와 비슷합니다. Rồi chủ ngữ của chúng ta là 풋살을 하는 방법은, là cái phương pháp mà chúng ta chơi 풋살 thì
chút câu khẩn vì quá bisutamida, nó cũng tương tự với trận bóng đá. 공을 빨로 차서 상대편 골문에 넣는데, chúng ta ngừng đây, chúng ta dịch ha, vậy là 공을 빨로 차서, 차다 là đá các bạn ha. Chúng ta đá trái banh bằng 발, 발 là bằng chân. Rồi chúng ta mới đá vô đầu 상대편 골문, 골문 là khung thành ha. Chúng ta mới đá vào khung thành của 상대편, đội đối phương. 공을 많이 넣는 팀이 이기게 됩니다. Rồi chủ ngữ là 공을 많이 넣는 팀, thì cái đội mà đá banh nhiều nhất á, đội đá banh vào khung thành nhiều nhất á, thì 이기다 thì sẽ chiến thắng. 이때 선수는 발만을 사용해야 하는데, 손을 쓰면 반칙이 되고 반칙을 하면 상대편에게 공을 남겨줘야 합니다. Rồi đây là câu phức, thì chúng ta cứ tìm những cái công thức ngữ pháp liên kết câu thôi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta trước tiên chúng ta sẽ ngừng ở hanente ha. Vậy là itte lúc này, sansu ha. À, các tuyển thủ sao? 발만을 사용해야 하는데, chỉ được sử dụng chân thôi. 손을 쓰면, nếu mà dùng tay thì 반칙이 되고, sẽ bị phạm luật. Rồi mà 반칙을 하면, mà nếu mà phạm luật á, thì sao? 상대편에게 공을 넘겨주다 là phải để lại banh cho 상대편, cho đội đối phương. 경기를 마치고도 승부가 나지 않아 무승부이면 연장전을 하게 됩니다. 경기를 마치고도, vậy là sau khi mà kết thúc trận đấu rồi ha, mà 승부가 나지 않아, không có phân được thắng bại ha, 승부 là thắng bại, thì lúc đó là gì? 무승부이면, lúc đó là hòa ha. 무 là vô, 승 là thắng, 부 là bại các bạn ha. Thì chúng ta sẽ dịch là thì lúc đó là hòa. Nếu mà hòa thì sao? 연장전을 하게 됩니다. Thì lúc đó thì chúng ta phải 연장전, đấu hiệp phụ. Rồi đoạn kế tiếp ha. 풋살이 축구에 비해 좋은 점은 아무 때서나 쉽게 할 수 있다는 점입니다. Rồi chúng ta có chủ ngữ là 풋살이 축구에 비해 좋은 점은 ha. Vậy là cái điểm tốt của 풋살 so với 축구 ha, so với bóng đá, chính là 점입니다. Chính là cái điểm. Điểm gì? 아무 때서나 쉽게 할 수 있다. 아무 때서나 ha, bất kỳ đâu ha, là chúng ta có thể chơi dễ dàng ở bất kỳ đâu. Câu kế tiếp. 선수의 수가 적고 경기장이 작아도 됐기 때문에 친구들이 모였을 때 쉽게 할 수 있습니다. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngừng ở 기 때문에 ha, là cái gốc. Nhưng mà trong cái 기 때문에 này nó là chia nhỏ ra, thì chúng ta sẽ ngừng từng cụm. Rồi bây giờ trước tiên nè, 선수의 수가 적고, su là số ha, thì số tuyển thủ ít ha. Cái thứ hai là gì? 경기장이 작아도, thứ nhất là dù số tuyển thủ ít và cái 경기장, cái sân thi đấu dù nó 작다, 작아도 dù nó có nhỏ thì 되기 때문에 thì cũng ok, thì cũng được. Cho nên là 친구들이 모였을 때, cho nên là khi mà bạn bè của chúng ta mà tập hợp lại, tập trung lại được rồi đó, thì 쉽게 할 수 있습니다, thì chúng ta có thể chơi dễ dàng. 또 좁은 공간에서 하기 때문에 경기 진행이 빨라서 매우 흥미진진한 경기를 즐길 수 있다는 것도 장점입니다. 또 và lại ha. 좁은 공간에서 하기 때문에, vì chúng ta chơi ở một cái không gian nó 좁다, nó hẹp á, cho nên là 경기 진행이 빨라서, 진행 là tiến hành ha, việc tiến hành trận đấu thì nó 빠르다 ha, nó rất là nhanh. Cho nên là 매우 흥미진진한 경기를 즐길 수 있다, cho nên là gì? Chúng ta có thể 즐기다 ha, tận hưởng 경기, trận đấu. Rồi rất là 흥미진진, rất là hứng thú. Rồi các bạn thấy là nguyên cái cụm đó đó, 즐길 수 있다는 것도 ha, chính cái điểm mà chúng ta có thể tận hưởng trận đấu một cách hứng thú như vậy á, chính là 장점입니다, chính là điểm mạnh. Thì câu này chúng ta thấy là chủ ngữ của chúng ta là từ 좁은 chấm 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 cho đến 것도, nguyên cái cụm dài đó mới là chủ ngữ các bạn ha.
Vậy là bài học của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Chúc các bạn mau giỏi tiếng Hàn.